Hưng Dương Story ở trên YouTube, và chúng ta hãy bấm nút subscribe. Đây đây, đã đến phòng. Con gõ cửa có chưa? Chắc ở sinh thì không có. Ở đậm có con ma. Ra đi. À, bảo nó bật tiếng Anh đi. Go away. Xin chào, đã đến với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thì đây là lần đầu tiên mà mình bay nước ngoài từ sân bay Tân Sơn Nhất. Bình thường là tổng công ty miền Bắc mà ở Hà Nội mà, nên là sẽ bay từ Nội Bài, chứ chưa bao giờ mình bay ngược lại vào đây để mà bắt đầu chuyến du lịch nước ngoài từ sân bay Tân Sơn Nhất cả. Chúng ta sẽ vào check in nha. Anh Dương đang đi đằng trước rồi. Anh Dương đây. À, đây là một thành viên nhí của đoàn. Chắc một lúc nữa mình sẽ gọi là gì nào? Sẽ gọi là giới thiệu đoàn xem là gồm những gì nha. Đầu tiên là sẽ vẫn là Ninh, Dương. Hello. Đây là gia đình chị họ mình, chị Thanh và bé Bắp Bơ. Đây sẽ có gia đình chị gái mình. Đây là Thỏ. Đây là chị Bình. Đây là Nhím. Và cuối cùng là anh Rể. Cái đường xếp hàng vào check-in ở khu quốc nội, à, quốc ngoại sẽ dài hơn thì sao? Thì gì, đương nhiên rồi, vì ta còn phải làm thủ tục xuất ngoại. À, ở một xuất cảnh. Trước mặt mình bây giờ chắc khoảng 100 người nhỉ? 100 người. Đấy cũng là một lý do vì sao các bạn cần đến sớm để mà hoàn thiện hồ sơ thủ tục xuất cảnh. Đi từ khách sạn của mình khoảng 15 phút, sau đó đến chỗ quầy check in thì khoảng 15 phút là xong, 30 phút là đã bắt đầu xếp hàng đi vào bên trong rồi. Thì 9 giờ bay đúng nhỉ? Nói chung là các bạn nếu mà được thì hãy ra, ví dụ như bay quốc tế thì hãy ra trước khoảng 3 tiếng để mà còn làm thủ tục, tại vì có rất nhiều thứ để phát sinh khi mà bạn check in sân bay. Nên là để có bất kỳ một cái vấn đề gì phát sinh ấy thì mọi người hãy ra sớm một chút để mọi người xử lý được dễ dàng hơn. Thì cả đoàn sẽ vào check in. Đã check in xong, giờ chúng ta sẽ vào bên trong để đi ăn sáng. Thủ tục khá là nhanh. Thì bọn mình vừa qua cổng xuất cảnh xong. Thì tự nhiên Carol biết nói chuyện Anh ấy. Thì this is my boyfriend. His name is Trung Dương. Trung Dương. He's my từ nào nào? Tiếng Anh. Human. Đây đâu đấy? Bây giờ là 7:30 thì khoảng 9 giờ bọn mình sẽ cất cánh. Thì ở đây sẽ có rất nhiều món nhưng mà lại không có món mình thích, đó là mì tôm. Bình thường mà ví dụ như mình đi một nơi nào mà mình chưa ăn quán đấy bao giờ thì thường mình sẽ gọi thay vì phở bò hoặc là phở gà thì mình sẽ ăn mì gà. Có mấy cái khăn ở đây xong người ta cứ kiểu lật hết các màu khăn để xem là tìm ra là mình ra mình sẽ hợp màu gì ấy. Rồi hôm đấy xem thì chị bảo là em ơi đừng mặc màu đỏ màu cam. Sao thế? Kể cả là make up thì không hợp thôi, da không, da mặt không hợp, ý là mặt mình không hợp. Em thấy hợp không? Không hợp. Không hợp. Hợp với màu lạnh. Lạnh. Như một cái tái, mua thâm thâm đúng không? Một bột bột trắng trắng. Một tím, một tím. Tím. Tím như chết trôi. Xinh. Hôm nay đã không đi vào mấy cái chỗ mà phải mua vé, tại vì hôm nay để ở trong sân bay. Sân bay tưởng vẫn phải mua vé. Không. Chỗ vào cũng cây trời. Phải mua vé. Biết được, thật á. Thì liên đọc lại đi xong mà nếu mấy thì mua. Hoặc là không thì mua luôn ở đấy cũng được. Mua để nữa thì chờ xếp hàng.
Còn ngày mai thì bọn mình sẽ đi Universal. Và chúng ta sẽ ngồi xem để mà lịch trình đi như nào nha. Thì đây là bữa sáng của mình tại sân bay Lê Hoàng Thánh. Mời mọi người ăn nha. Chúng ta sẽ có làm phiên Lê Hoàng Thánh. Mời con này. Bác mình ở bên Mỹ gọi điện về. Em ăn phở gà. Để ăn thử xem như nào. Ok. Nhím ăn gì đây? Một quả trứng à? Nước ngon. Đi. Sao? Nói nước ngon mà lạc cả xong. Tiếp thế anh sẽ ăn kiểu sợi phở. Cái này kiểu mì tươi, anh thấy hơi bột bột, vẫn chưa chín lắm. Anh ăn đổ chi đổ trong? Không. Mình phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của mình chứ, đúng không? Welcome to Singapore. Sau 2 tiếng 5 phút tầm đấy thì bọn mình đã có mặt tại Singapore. Bay từ Sài Gòn sẽ nhanh hơn bay từ Hà Nội ha. Thì bây giờ đã hạ cánh rồi. Và chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài và không nghĩ ra nhưng đã ý là khám phá Singapore cùng Linh Dương Story thôi. Ra bên ngoài này chúng ta sẽ phải đợi mọi người, tại vì sang bên đây là toàn dùng tiếng Anh rồi nên là cả đoàn sẽ phải dựa vào nhau ha. Bọn mình thì đợt này quyết định đi là sẽ không kiểu không đi tour, mà là tự tin nói với mọi người là yên tâm, Ninh và Dương đã đi rất nhiều du lịch cũng nhiều rồi nên là có thể dẫn mọi người đi du lịch. Chúng ta sẽ phải support mọi người ha. Thì có thể là khi mà vào nhập cảnh ấy, anh sẽ vào đầu tiên, xong rồi anh đợi ở bên ngoài. Còn em là người kiểu biết tiếng Anh, em giỏi hơn anh, biết anh nhiều nhất đoàn, thì em sẽ là người chốt cuối cùng. Để trong quá trình mà kiểu cả đoàn vào ấy thì có vấn đề gì phát sinh thì em có thể chạy lên để nói chuyện với lại mấy anh cảnh sát nha. Cảnh sát ở ngoài cảnh sát. Thế là mấy anh gì? Ý là chỗ không phải là... Cái gì? Người ta phải là cảnh sát đang ngồi ngủ đấy chứ. Cảnh sát. Ôi, ngồi đợi. Đấy là hải quan mà. Hải quan. Ồ, ok. Chuyến đi vừa rồi con thấy thế nào? Hả? Vui á. Có sợ không? Có mấy cái lúc mà kiểu hơi bị chồng chành con có sợ không ạ? Bây giờ chúng ta vẫn ăn tiếp chứ con. Bây giờ chúng ta sẽ ra để mà nhập cảnh, sau đó chúng ta sẽ ui tàu này. Đi hết cái đường băng, mọi người nhìn bên tay phải có một cái cầu thang đi xuống, thì mọi người hãy đi xuống để lấy hành lý và cũng như là để nhập cảnh nha. Thì mọi người hãy in sẵn cái tờ này, đây là tờ booking khi mà mọi người đặt kiểu phòng qua các trang booking ấy, thì người ta sẽ gửi một cái email này về. Thì chúng ta có thể đôi khi sẽ cần, có thể
sometime thì người ta có thể hỏi hoặc sometime người ta không hỏi ha. Cứ in là cho chắc. Ơi phải nói bây giờ nhá, cái việc nhập cảnh ở Singapore quá là dễ dàng luôn. Ngày xưa thì mọi người sẽ phải khai tờ khai bản cứng này, còn bây giờ thì mọi người khai trực tiếp ở nhà như mình đã nói rồi ấy. Đến đây mọi người chỉ cần có một cái, tại vì mình đã khai ở nhà rồi nên mọi người chỉ cần đưa cái hộ chiếu vào trong cái máy của người ta sẽ quét toàn bộ thông tin và chuyển sang thông tin sang tiếng Việt để mà mọi người có thể nhập cảnh một cách rất dễ dàng, không cần phải đưa ra bất kỳ một cái giấy tờ gì cả. Mình vừa rồi thì không quay được, à có quay nhưng mà vừa phải xóa rồi. Tại vì các anh ấy nhắc nhở cả cái khu đấy thì cũng không được quay ấy. Rất là dễ dàng luôn, mọi người chỉ cần nhớ là hãy khai đầy đủ thông tin ở trên một cái form của bên trang web của nhập cảnh Singapore nha. Thì đến đây chỉ gần như mất 5 phút là có thể vào Singapore một cách dễ dàng. Hiện tại thì cả đoàn đang lấy đồ ngoài này. Mình đi lấy đồ đây nha, cập nhật tình hình cho mọi người biết. Chúng ta sẽ bước những bước chân đầu tiên để vào Singapore, Dương ơi. Thì bây giờ mọi người sẽ đi qua chỗ T1 để mà xem cái gì nhỉ, cái kiểu cái thác nước ngược ở trong, để mình sẽ để hình ảnh cho mọi người xem. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ đi Skytrain nha. Có bảng chỉ dẫn đầy đủ ở đây luôn. Đây, nơi chúng ta chuẩn bị tới đây. Nó sẽ nằm ở T1. Nhưng bây giờ bọn mình sẽ đi mua sim đã, mua sim để mà có thể sử dụng 3G để có thể gọi tí, có thể gọi xe cũng như là search đường cho đỡ bị lạc ha. Ngay cửa thôi, ngay cứ ra ngoài khỏi cái cửa sân bay là chúng ta sẽ thấy một cái khu để mà có thể mua những cái sim cũng như là những thông tin mà chúng ta cần. Thì đây chúng ta sẽ có bảng giá sim nha. Đang mua sim. Lần trước một mình em hai cái vali ấy. Xong rồi em suýt nữa làm một quả thác lũ rơi vali. Bị sao? Thì không, hai không. Cái đây. Thì không giữ được. Thì cả đoàn bây giờ đang đi lên trên tầng 2. Ở đây thì sẽ có rất nhiều biển chỉ dẫn để cho mọi người có thể đi một cách dễ dàng. Đây là chuyến đi mà kiểu dạng như là bọn mình không lên kế hoạch quá là cụ thể sẽ mình sẽ đi đâu. Chỉ gọi là ok, hôm nay đến Singapore và thế đến cái buổi đầu tiên sẽ đến điểm này. Mai mình sẽ đi như này. Ngày kia chắc là sẽ đi như thế này. Sẽ không, chưa có timeline cụ thể, và đến trước khi cất cánh thì mình mới nhắn tin cho một bên để mà người ta mua vé cho một cái khu vui chơi của bọn mình vào ngày mai. Thì chuyến đi này là một chuyến đi chill. Còn nó có chill thật hay không hay là bất thường như nào thì mọi người cùng theo nha. Bọn trẻ con đã tràn vào đây. Thôi đi, mấy nước có nhiều trung tâm hay lắm, đi let's go. Chúng ta đã đến với, yeah, wow, đây là một thác nước đổ từ trên trời xuống, quá là đẹp luôn. Mình đã nhìn thấy cái thác này rất là nhiều lần trên mạng của mình. Đây là lần đầu tiên mình được. Thế mọi lần anh tới anh không qua đây à? Không, là buổi chủ nhật đi với tổ đi với các bác các cô ấy, thì gần như là đến nơi là bắt taxi là về khách sạn luôn. Thì chúng ta sẽ xuống thế này nha. Thank you.
đây là đi xuống rồi. Đó, có đường đi lên mà anh vừa nhìn thấy là đi xuống dưới kia không? Thôi đấy, mình đang ở tầng 4. À. Thì anh nghĩ là ở bên trên đây này, cái khu này là sẽ là những cái tầng 5, là sẽ là cái tầng mà mọi người sẽ có những cái phải mua vé để vào. Cái kia là cầu kính này, không. Các khu jump các thứ ở đây này thì là phải mua vé. Thì bọn mình đang ở tầng 1. Đây này, cho mọi người. Ơ, nước hết rồi à? Hết nước rồi đúng không? À đây đây. Nước lại xuống rồi nè. Hiện tại thì bọn mình đang ở dưới tầng 1 và ở đây rất là đông. Đây như kiểu tất cả mọi người đều ở đây. Tại vì ở đây sẽ có những cái chỗ ngồi cho mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây này. Mà ở dưới này gần kiểu thác nước ấy, nên là nó rất là mát. Đây cho mọi người xem nè. Đó, thác nước đó. Bây giờ mình sẽ quay gần cái thác nước hơn cho mọi người xem nha. Đây. Đó. Mà nước chảy ở đâu nhỉ? Nó chảy vào một hệ thống bơm nào đấy, để bơm nhiều lên trên. Trong đây như kiểu một khu rừng ấy. Có rất nhiều các loại cây khác nhau đan xen tầng tầng lớp lớp. Và có một thác nước ở giữa. Nói chung là Singapore là một đất nước xanh, rất là yêu thiên nhiên. Thôi, bây giờ chúng ta chắc đi tìm mọi người đi. Ok. Hiện tại thì mình đang tách đoàn ra để mà có thể đi quay chụp được. Tại vì kiểu bọn trẻ con nó cũng không thể đi lang thang được như thế này ấy. Thôi, chắc là bây giờ chúng ta sẽ đi ăn ha. Thì đây sẽ là tầng 5. Ui, đẹp chưa? Đây ra đếm nè. Phải hình tơ phải. Đây là exit only. Là sao? Đây là cái công viên người ta vứt tiền. À. Ừ đúng rồi, cái công viên bảo vứt tiền đấy. Thì thôi, mình không có tiền thì mình sẽ đi vòng vòng quanh khu tầng 5 này để trải nghiệm. Thì đây nó sẽ có cái khu trò chơi ở bạn này nha. Là mất phí. Có mấy quán cà phê cũng như là ăn uống ngoài trời nhưng lại ở trong cái nhà vòm. Ngoài trời người hiểu đúng không? Đây kiểu có cái khu đường mà kiểu kính á, cho quay cho mọi người xem. Đây. Kính như kia kìa. Nhưng mà phải mất tiền cơ. Thì bọn mình đang định tính là sẽ về khách sạn để check in. Bây giờ là khoảng 2 giờ rồi. Thì bọn trẻ con cũng khá là đói rồi. Nên là quyết định là sẽ ăn luôn ở khách sạn. À nhầm, ăn luôn ở sân bay. Thì bọn mình chọn một quán Tasuta, Tesuta. Quán này là quán mì. Không, có cả cơm mà. À, có cả cơm à? Có cả cơm, nói chung là... Thực ra thì em không thích ăn mì... Udon. Em thích ăn cơm. Có rất nhiều các loại cơm để cho mọi người xem. Sushi các thứ rất là nhiều món. Em ăn gì? Em nghĩ là em sẽ ăn cái món này. Udon. Zaitaku udon. Có vẻ như là cơm. Có cube avocado. Rất nhiều món ở một cửa hàng đồ Nhật. Salmon này, tamango, scallop, crab meat. Đây là cái gì hả Dương? Gạo này, cơm. Cơm thịt à? Wasabi, fondue sauce, cơm dâm cô. Đây là cái gì em thử? À, beef. Cái đấy là... Wagyu beef don này. Ok, thì mình sẽ ăn món này. Ôi, sorry. Đây là món của mình. Cũng đang chưa hình dung ra, hình như là có ở trong này là có trứng này, có bơ này, có cua này, trứng này,
trứng cá này. Với cái này là cái gì, Ninh? Cái này là gì? Chị... Bombastic side eye. Chắc cứ trộn lên, đều lên là ăn được mà. À, thì đương nhiên rồi. Thì chúng ta sẽ có cơm bò, wagyu và trứng lòng đào. Tổng bill của chúng ta hôm nay là hết 148 đô 29 sen, gần 3 triệu tiền Việt. Ok, thì hiện tại mình sẽ bắt taxi để đi về khách sạn. Thì nói chung là đường ở đây, nói chung là chỗ này rất là rộng, cho nên là kiểu mình cũng phải chọn một cái điểm đón mà kiểu Grab có thể đón được mình ấy. Thì mình có hỏi mọi người xung quanh đây thì mọi người chỉ ra cái chỗ này là cổng của Jewel 2, à đâu, tỏ tầng 2. Thì taxi có thể lên được tầng 2 và đón mình. Thì mình chọn một cái cột nào đấy xung quanh đây, cột 8, em chọn cột 8. Thì lát nữa đi ra ngay đây là cột 8 rồi. Thì khá là gần, cũng không bị quá là khó tìm đường ra. Nhưng mà mọi người, nếu mà mọi người đến đây mà chưa biết đường ra thế nào thì nên hỏi các bạn nhân viên ở các quán ăn cũng được. Ok, ok. Mình sẽ dừng ở cột 8 nhé. Hiện tại thì kiểu hơi cảm hay sao ấy, vừa uống cảm nhận xong thì đang bị ngạt mũi. Hy vọng uống một vài điều thuốc sẽ khỏi và chúng ta có những ngày đi chơi thoải mái ha. Tại vì hôm qua mình đã hơi đau họng một chút rồi. Hôm nay thì đỡ đau họng nhưng mà lại chuyển sang là ngạt mũi, chuyển nước mũi hắt xì hơi. Vâng, sức khỏe sẽ ổn chứ thầy. Đã mua vitamin C, C sủi rồi. Tí nữa thì sẽ pha để nó được tăng sức đề kháng lên. Thì xe ở bên Singapore này người ta sẽ lái xe nghịch với mình. Bình thường thì tài xế sẽ ngồi bên này và lái xe ở đây. Khách ở đây, còn đây sẽ ngược lại. Các tài đang ngồi bên này, chưa ngồi bên này. Chúng ta đã đến với Park Royal. Bây giờ sẽ là check in. Bắp cỏ. Mọi người chỉ việc ngồi thôi là đã hoàn thành thủ tục check in. Vâng, thì anh chị cuối cuối lịch trình thì có thể có thêm một chút quà cho em cũng được. Ok, thì uống nước chè các thứ. Thì bây giờ có thể nói cho mọi người biết là mấy giờ tập trung lại hay như nào không? Thì cả đoàn từ từ đã. Bây giờ mình sẽ ngủ đến tối. Đi ạ. Ok. Ok. Phòng của mình sẽ là 686. Ủa, đây là phòng ăn mà. Đây. Cái khách sạn này nó dài thế á. Từ 169 đến 195. À, từ 665 đến bao nhiêu. Nói lên tay nó tình cái gì. Ông ơi, khách sạn dài miên man thật sự. Tình là bao nhiêu? Đây đây, đã đến phòng. Con gõ cửa không? Có chứ. Chắc là xin thì không có. Ở đậm có con ma. Ra đi. À, bảo nó bật tiếng Anh đi. Go away.
của mình là phòng ở club. King bed. Quay cho mọi người xem. Một cái tòa nhà khác. Đâu? Đây là bãi gửi xe. Bãi gửi xe. Ừ. Ở đây người ta gửi xe chỉ kiểu này này. Ừ. Ok. Có một chiếc gương nhỏ xinh ở đây. Hello. Thì bên cạnh sẽ là nhà vệ sinh. Ở đây thì sẽ không có bồn tắm. Đối với kiểu Singapore mà phòng như này thì là cũng khá là rộng rãi. Ừ. Phòng ở đây thì bao nhiêu tiền một đêm? Phòng này khoảng tầm hơn 7 triệu. Hơn 7 triệu một đêm. Ok. Có máy pha cà phê, các thứ ở đây. Hơn 7 triệu chưa bao gồm thuế phí. À ừ. Tổng tiền phòng 3 đêm phòng này là 27 triệu. Bao nhiêu đấy? À, gần 28 triệu. Ừ. Ok. Trong đó hơn 4 triệu là tiền thuế. Ok. Tình hình là sau khi check in xong thì bọn mình đã có khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi để ngủ một giấc rồi. Ngủ đãi đời luôn, mệt gần chết, còn đang bị cảm cảm nữa. Thì bây giờ mọi người sẽ di chuyển ra chỗ có cái con sư tử biển nổi tiếng, cái tượng đài ở đây mà gần như khách du lịch nào khi mà đến Singapore thì cũng sẽ gọi là sư tử, chứ sao lại là sư tử biển? Ơ, nó ghi sư tử biển mà. Ừ. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi qua đó, sau đấy chụp ảnh rồi quay clip các thứ. Thì chúng ta sẽ quay trở về một trung tâm thương mại tên là Bugis để mà có thể ăn tối cũng như là shopping ở đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra chỗ con sư tử đó nha. Sẽ di chuyển mất khoảng 10 phút thôi. Let's go. Thì chúng ta sẽ di chuyển mất khoảng 10 phút thôi là đến với địa điểm tiếp theo này rồi. Thì sẽ đi mất khoảng 10 đô 190 nghìn. Taxi ở đây thì rất là đắt. Hay là vụ nào các bạn nào mà công nhân biết cách đi tàu điện ngầm hay là kiểu đi các dịch vụ công cộng thì nó sẽ rất là rẻ hơn là nhiều. Uầy, đây ạ. Cho mọi người xem. Thì vừa bọn mình đã chụp xong ở chỗ này. Bây giờ sẽ đi ra cái con sư tử biển phun nước ở góc phía kia. Đây, thành phố rất là đẹp. Nó sẽ có một cái đường đi để cho mọi người có thể đi bộ ngắm cảnh ở đây. Về sang cũng là trời cũng khá là muộn rồi. Lúc này đã là khoảng 6 giờ kém rồi nên là gần như là không có nắng nữa. Là lên ảnh nó cũng chưa được ưng ý lắm, bọn mình cũng đang suy nghĩ là có không biết có nên là sẽ quay lại để mà chụp những bức ảnh đẹp hơn không. Đúng. Tiền đi hả? Thôi. Có tiền lắm. Ồ. Chẳng biết là không biết có thời gian đi không. Thôi cứ ra chụp với con sư tử thế đấy. Thì dọc cái con phố này sẽ có rất nhiều cái hàng quán để mọi người có thể ăn. Đây. Đây là phía bên kia thành phố. Ui, siêu đông luôn. Để mà có một bức ảnh mà kiểu dạy như là kiểu thoáng thoáng chắc là hơi khó ha. Bây giờ cũng đã là cuối ngày rồi đấy. Rồi cả nhà đâu rồi? Không ai khác chính là con cháu mình đang há mồm đây. Mọi người có thể xuống đi bộ bậc thang như này để gần con sư tử hơn.
thật sự quá là đông. Ủa, toàn người là người thôi. Tranh thủ mãi mới chụp được vài tấm ảnh, còn lại thì thật ra là để mà quay clip thì đông quá, quá đông. Thôi, bây giờ hiện tại bọn mình đang ngồi một quán pizza, à nhầm, hamburger, ăn với lại uống trà sữa. Thì tranh thủ đây mình sẽ cùng check xem trong túi của Ninh và Dương khi đi Singapore, khi mà cầm cái đi lang thang ngoài đường sẽ gồm những cái gì. Let's go, anh Dương trước nhé. Ok, thì một máy ảnh Fuji TX20 đang bị hỏng cái ống nhòm mở xịt luôn, nhưng mà vẫn chụp được. Một con pocket 3 giống cái của Ninh đang cầm, không thể thiếu cho tốt ngoại. Một túi gọi là các đạo cụ, dụng cụ của cái con pocket này. Có mic này, có tripod này, bây giờ có cục sạc thôi. Hết rồi. Sạc điện thoại $1,000. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì cùng check xem bên trong túi của Ninh có gì nha. Đầu tiên là một chiếc ví. Ví này thì mình để cả tiền Việt Nam. À, có một tiền Việt Nam thôi. Thì trong đây còn có một cái thẻ Visa nữa, để mình có thể đi cả thẻ cũng như là sử dụng các dịch vụ ở đây. Một chiếc kính cận, vì mình bị cận nên đây là cái kính dâm cận nha. Thì đây sẽ là tiền tiền mặt các loại, hộ chiếu của cả hai đứa. Thì sẽ có card holder đựng card của cả hai. Một vỉ thuốc đau họng, tại vì mình đang bị đau họng. Thế thôi, còn lại toàn bộ những thiết bị mà máy tính, kiểu mà chụp ảnh các thứ cồng kềnh ấy, thì hiện tại đang để ở ba lô anh Dương, tại vì ba lô đấy sẽ rộng rãi hơn ha. Người anh cả của cả đoàn, người cha già. Thì hôm qua mình và Dương có quên mất không mang thẻ nhớ phụ đi, nên là gần như chỉ có hai cái máy nữa, để hai cái thẻ nhớ để mà dùng nữa thôi. Mỗi máy chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa. Hai bộ quần áo xem như thế nào, hai là mua hai cái thẻ nhớ nữa để mà có thể phục vụ cho cả chuyến du lịch này, ít nhất là phải có 9 tiếng, rồi còn phải edit các thứ nữa mà. À, tại vì mỗi một cái thẻ nhớ này mình nhớ không nhầm mới mua vào cắm vào 2, 5, 8 GB nó sẽ rơi được khoảng 9 tiếng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại cái vị trí vừa xuống taxi để mà có thể quay về trung tâm thương mại Bugis. Thì cái trung tâm thương mại đấy thì cũng gần khách sạn thôi, cách khách sạn khoảng 500m. Thì mọi người sẽ shopping và ăn uống ở đấy, sau đó thì quay trở lại khách sạn để mà nghỉ ngơi. Thì không biết ở đấy sẽ có gì quay cho mọi người không. Nếu mà không thì chắc chỉ quay cho mọi người cái chụp mà ăn tối nay ăn gì thôi. Còn lại thì mai chúng ta sẽ gặp lại.
shopping, gãy cả chân. Thì hiện tại bọn mình đang ở một quán và do một bạn fan recommend, đó là quán Sui Chun. Đây là cho mọi người xem. Đây là địa chỉ của quán. Chim Sam Restaurant. Ok. Quán này thì là có, như em nhớ không nhầm thì quán này có rất là nhiều địa chỉ, rất là nhiều chi nhánh. Okay. Nhưng mà em nốt lại cái chi nhánh này bởi vì nó gần khách sạn. Okay. Là chúng ta sẽ vào và order ăn thôi. Gói quá rồi, bây giờ là 9 giờ rồi. Robot để mà có thể vận chuyển đồ ăn. Ui, xịn thế. Wow. Bye bye. Cho mọi người xem qua menu. Thì mọi người có thể quét cái mã QR ở đây cũng được. Các anh ấy có một bạn nhân viên cho mình vào bên trong cho nó mát. Thì có mã QR này thì chúng ta sẽ kiểu order trực tiếp trên này, rồi ấn order thôi và nhà hàng sẽ phục vụ những cái món này ra. Có thể sẽ phục vụ bằng cái con robot vừa rồi nhé, xem như nào. Thì vừa rồi bọn mình đã gọi hết khoảng 20 món. Nhưng mà dim sum mà mỗi thứ một tí thôi. Để tí nữa ra show cho mọi người xem. Ở đây thì các anh đang làm mì tươi luôn. Và ở đây thì có một quầy kiểu nước chấm. Bye bye mọi người, bye bye mọi người nha, bye bye mọi người nha.